Hướng dẫn khắc phục lỗi giọng nói trên FPT Playbook 2019. Bước 1. Từ màn hình chính chọn mục Ứng dụng. Chọn Google Play Store. Di chuyển phím điều hướng sang bên phải, chọn vào bánh răng cài đặt. Chọn Tự động cập nhật ứng dụng. Tích chọn vào ô Không tự động cập nhật ứng dụng. Bước 2, trở về màn hình chính, sau đó chọn mục Cài đặt. Chọn Ứng dụng. Chọn Xem tất cả ứng dụng. Di chuyển phím điều hướng xuống dưới, chọn Hiển thị ứng dụng hệ thống. Tiếp tục di chuyển xuống dưới, chọn Ứng dụng Google. Chọn Gỡ cài đặt bản cập nhật. Lưu ý, phiên bản sử dụng là 3.5.0. Bước 3, trở về màn hình chính, nhấn phím giọng nói trên điều khiển và đồng ý các điều khoản của trợ lý ảo Google. Chọn Bỏ qua. Chọn Tiếp tục. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại điều khiển giọng nói. Gọi tên em trong đêm. Như vậy là các bạn đã thao tác thành công.